chúng ta nghĩ về một cái thứ gì đó trước đây chúng ta nghĩ nó rất là khó khăn nhưng bây giờ chúng ta đạt được. Ok, mỗi người đều có cái một cái mục tiêu đó nhé. Ok, chúng ta tự đặt câu hỏi. Đây là cái gì ạ? Công là gen engineer mà, nó gọi là cái gì ạ? Reverse engineering, tức là gì ạ? Chúng ta suy nghĩ ở thì tương lai khi mình đã đạt được, chúng ta nghĩ lại coi cái thời điểm đấy mình đã đi được những cái bước gì để đạt đến mục tiêu như thế này. Ok, và tại sao mình đạt được mục tiêu? Công cáo với chúng ta rằng chúng ta đạt được mục tiêu là bởi vì chúng ta nhắm đến cái outcome, chúng ta hướng đến nó và chúng ta thấy là wow, đây là cái thứ nó truyền cảm hứng cho tôi. Đúng không? Và tôi tập trung vào gì ạ? Và gì ạ? Cho dù cái điều gì khó khăn, cho dù cái thách thức gì nó xảy ra thì tôi biết đây là cái điều tôi muốn. Chứ chúng ta không quá tập trung nhiều về cái process là à, tôi phải làm cái này. Công thề với chúng ta ha, nếu công nghĩ về cái process, cái quy trình á, trong cái hành trình công làm coach à, làm coach là phải đi học cái này, phải tốn tiền, phải làm buổi đêm, phải làm buổi ngày, phải tham gia practicum, phải có người feedback, phải livestream, phải tổ chức cái khóa miễn phí, phải làm workbook, phải làm miễn phí 100 giờ, rồi phải trả 200 nghìn một giờ, phải trả 500 nghìn một giờ, 500 đô một giờ, 1000 đô một giờ, 2000. Con sẽ không bao giờ con bắt đầu cái thứ hiện tại. Có đúng không cái này? Cái não của chúng ta gì ạ? Nó make things complicated more than they are. Có nghĩa là nó sẽ khiến cho mọi người trở nên phức tạp hơn là nó đang là. Đúng không? Điều đó không có nghĩa là mình phớt lờ những cái thách thức trên đường. Công nghĩ những cái thứ gì nó đáng đạt được, không có cái thứ gì nó đến một cách dễ dàng cả. Vai trò của chúng ta gì ạ? Là sống trong cái trạng thái cảm xúc để mình hình dung về ước mơ của mình mỗi ngày. Đấy là cái thứ nó truyền động lực cho, khi mà chúng ta thấy những cái bước trên chặng đường là chúng ta hiểu được là à, cái thứ kia là cái thứ chúng ta đang tới. Nó không phải là easy. Đúng không? Đây là gì ạ? Đây là cái phần mỗi người chúng ta thì khi mà chúng ta học sâu vào trong meta program siêu chương trình đó, sẽ có người thiên về tập trung về gì ạ? Về outcome. Ok, giống như gì ạ? Giống như khi bây giờ công nghĩ cái lẩu mắm, công chỉ nghĩ đến cái lẩu mắm thôi. Nhưng mà khi công nghĩ đến cái lẩu mắm, phụ nữ sẽ nghĩ là à, lẩu mắm phải mua mắm mà, mua cà nè, mua rau nè, mua cá nè, mua tôm, mà công mà nghĩ đến cái đấy không bao giờ công đi nấu cái lẩu mắm. Ví dụ vậy, đúng không? Công nghĩ muốn để nấu cái lẩu mắm thì công chỉ nghĩ là à, lẩu mắm nó bốc hơi lên mình ngồi mình ăn thôi. Nhưng mà nghĩ đến cái process làm nào đi siêu thị pick up mua từng cái món hàng về, xong mắm nó hôi, xong phải dọn nhà rồi ăn xong phải các thứ, no way làm cái điều đấy, đúng không cả nhà? Nếu chúng ta có thói quen nghĩ nhiều về cái process, về cái quy trình đó, đó là lúc chúng ta thấy mình cảm thấy bị overwhelm, quá tải, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nghĩ về quy trình, tức là gì ạ? Tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái này. Chúng ta chú ý điều này. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến outcome thì chúng ta gì ạ? Đây là cái tôi muốn. Cái sự khác biệt giữa cái process với cái outcome. À, outcome là cái tôi muốn đạt được. Còn process, cái quy trình là gì ạ? Để mà tôi đạt được cái đấy tôi phải làm như này. Bởi vì sở dĩ mình overwhelm, mình quá tải, đó là do cái cách chúng ta sắp xếp thông tin trong não của mình. Đó. Nó gọi là chunk size of information. Mỗi người chúng ta có cái khả năng quản lý một cái lượng thông tin khác nhau. Rồi, ví dụ ở đây ai từng muốn đi, ai hiện tại đang muốn tập thể dục ở phòng gym hay yoga hay tất cả các thứ, hay là bơi hay gì đấy mà chúng ta chưa làm được. Công chia sẻ điều này ra, sau này chúng ta, sau cái buổi này chúng ta tập thể dục được. Để mà có thể tập phòng gym được, đầu tiên tôi phải đi survey 5 cái phòng gym. Có đúng không cả nhà? Để xem cái phòng nào giá tốt, phòng nào facility tốt. Ok. Sau khi survey được cái phòng gym rồi, tôi phải đi đóng membership à, tốn 40-50 chai nữa. À không tới, chắc 20 chai, đúng không? Rồi, mà để đảm bảo cho tôi tập gym được, tôi phải có ông coach nữa, bởi vì tôi biết là tôi không tự tập được. Để có ông coach 500 ngàn một session, đúng không? Để một năm mất thêm 40-50 chai, chưa gì đã thấy mất 60 chai rồi, chưa biết cái cơ thể nó khỏe hay không. Ok, và để sẵn sàng cho tôi đi tập gym là gì ạ? Tôi phải tới cửa hàng Nike Adidas mua một cái bộ đồ thể thao và mua một cái quần nữa. Đúng không ạ? Và để đi tập gym là tôi phải sắp xếp 5 ngày một tuần. Do chúng ta sắp xếp cái thông tin và chúng ta gì ạ? Chia nhỏ nó quá nhiều về mặt process, về mặt quy trình, chúng ta gì ạ? Bị overwhelm do cái cách chúng ta sắp xếp cái thông tin. Cái thực sự chúng ta gì ạ? Thế tới cầm credit card quẹt xong. Suy nghĩ của người đàn ông nó đơn giản vậy đó. Đúng rồi nha. Đấy sẽ là những cái thứ gì ạ? Nó cản trở mình. Tương tự như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta phát triển cái sự nghiệp chuyên gia của mình, coach, trainer, ok. Đây là cái thứ mình muốn. Go for it. Và cái những cái thách thức sắp tới thì là à, có ông thầy, có cộng đồng, có mọi thứ nó sẽ mở nối ra. Và chúng ta càng đi nó sẽ càng trở nên có thách thức cả nhà.
nó không trở nên dễ dàng. Chúng ta thử nghĩ về cuộc sống của mình thôi, không phải là có nhiều tiền hơn là nó sẽ bớt thách thức, có đúng không cả nhà? Ok, cool.